Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Bạn đang lo lắng cho sức khỏe lá gan của mình. Hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một giải pháp hoàn toàn tự nhiên. Gan thực hiện bao nhiêu chức năng quan trọng trong một ngày? Trọng lượng của gan ở người lớn khỏe mạnh là khoảng từ 2,5 đến 3 kg. Nó thực hiện hàng trăm quá trình mỗi ngày và nó được gắn vào túi mật và chứa mật, rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa. Chức năng được biết đến nhiều nhất của gan là giải độc các chất độc mà chúng ta đưa vào cơ thể hàng ngày. Nó tạo ra mật, khoáng chất, vitamin, nội tiết tố và nó tham gia vào quá trình lưu trữ máu, tạo khả năng đông máu và phá vỡ các tế bào máu bị tổn thương để chúng được đào thải ra ngoài. Nó phân tách và biến đổi các chất dinh dưỡng trong thực phẩm sau khi chúng đến hệ tiêu hóa. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những loại trà nào để giúp phục hồi chức năng gan? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Dưới đây là 3 loại trà rất rẻ tiền và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với chức năng gan. Bạn đã bao giờ nghe về lá nhọn nồi hay còn gọi là cỏ mực bao giờ chưa? Công thức đầu tiên ngày hôm nay là loại trà sử dụng đến loại cây này, một loại trà được sử dụng để điều trị các bệnh lý về gan như là viêm gan vàng da, giúp tăng cường chức năng gan thì nên sử dụng loại trà này. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần sử dụng cho công thức này đó chính là nhọn nồi. Bạn sẽ cần từ 3 đến 4 cây như thế này, nó tương đương với 60g. Mình sẽ sử dụng cả phần rễ của cây nhọn nồi này nhé. Trong nhọn nồi có chứa tinh dầu, tannin, caroten, chất đắng và alkaloid được gọi là Eleftherin. Đây là loại cây mọc dại rất nhiều nhưng mà mình phải lấy giống về để trồng ở trong vườn nhà vì nhà có con nhỏ nên rất cần thiết. Nó còn có tác dụng hạ sốt, giải cảm. Theo đông y thì cây nhọn nồi cầm máu và là thảo dược có vị ngọt, chua, tính lương, chỉ huyết vào hai kinh, thận và can. Bạn sẽ rửa sạch phần nhọn nồi này nhé. Rửa sạch cả phần rễ của cây này. Nghiên cứu của các bác sĩ y học cổ truyền người Ấn Độ đã chỉ ra rằng cây nhọn nồi có hàm lượng cao flavonoid và các hoạt chất sinh học khác, chẳng hạn như là resveratrol, nên có tác dụng thanh độc, giải nhiệt cho gan và tăng cường sức khỏe cho gan. Nhiều nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia của Hoa Kỳ cho thấy dịch chiết ethanol của cây nhọn nồi giúp tăng trọng lượng gan, thúc đẩy hoạt động của các enzyme chống oxy hóa ở trong gan, bảo vệ gan khỏi các tác hại bởi các chất độc của thực phẩm, rượu, bia, đồng thời giúp tái tạo tế bào gan. Bây giờ thì các bạn sẽ ngắt riêng phần cành, lá, rễ của cây nhọn nồi này nhé, sau đó cắt thành những đoạn nhỏ. Bên cạnh đó thì nhọn nồi còn có tác dụng cầm máu nhanh, ngăn ngừa mất máu đối với các vết thương hay vết xước nhỏ. Và nó còn có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, điều trị một số bệnh viêm nhiễm như là viêm đại tràng, viêm da, dưỡng tóc được đen, mượt, óng ả, làm đẹp da, điều trị chứng tiểu tiện ra máu, làm giảm hiện tượng ho ra máu, phòng ngừa viêm nhiễm bàng quang, viêm đường tiết niệu. Và đây là toàn bộ phần nhọn nồi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là đậu đen. Đậu đen là một loại chứa nhiều vitamin và muối khoáng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đậu đen xanh lòng, đặc biệt là các thành phần molybdenum có trong hạt đậu đen là thành phần của enzyme sulfide oxidase, có tác dụng hiệu quả cho quá trình giải độc sulfas cho gan. Vì vậy mà đậu đen được đứng trong danh sách 10 loại nước giúp giải độc gan thực sự. Bây giờ thì các bạn sẽ đem rửa sạch phần đậu đen này với nước để loại bỏ phần bụi bẩn bám ở phía ngoài của hạt đậu đen nhé. Sau
Sau đó thì các bạn để ráo và cho vào một cái nồi, đem rang sơ phần đậu đen này. Đậu đen là một loại hạt chứa chất sắt, nguyên tố dạng vết như là molybdenum. Chất sắt trong đậu đen giúp vận chuyển oxy đến hồng cầu và sản sinh hemoglobin, một thành phần sơ cấp của hồng cầu. Molybdenum cũng là một chất cần thiết cho chức năng gan và là thành phần cho các phản ứng hóa học giúp phóng thích chất sắt ở trong cơ thể. Bên cạnh đó thì đậu đen cũng là một nguồn giàu các chất xơ giúp làm sạch và bảo vệ các tế bào đại tràng. Bên cạnh đó thì nó còn có tác dụng rất hữu ích đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta, đó là duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh, vững chắc, phòng ngừa loãng xương, hỗ trợ giảm huyết áp. Rất tốt cho người bệnh tiểu đường, ngăn ngừa bệnh lý nguy hiểm về tim mạch, phòng chống sự xuất hiện và phát triển của các tế bào ung thư, hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kiểm soát cân nặng, dưỡng da, trị mụn, dưỡng tóc đen mượt tự nhiên. Và sau khi các bạn đã rang phần đậu đen này thơm rồi thì các bạn hãy tắt bếp nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm nước. Với công thức này thì mình sẽ sử dụng 700ml nước. Bây giờ thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần nhọn nồi vào nồi đậu đen. Sau đó thêm vào 700ml nước, bật bếp ở chế độ lửa lớn để nước mau sôi hơn. Loại trà này là thức uống mà bạn có thể uống thay cho nước lọc hàng ngày. Nó giúp bạn loại bỏ gan nhiễm mỡ, chất béo trung tính trong máu cao, loại bỏ cholesterol xấu, đồng thời giúp cho tim mạch được khỏe mạnh, bổ thận, bổ máu, làm mát cơ thể. Khi nhọn nồi hay còn gọi là cỏ mực kết hợp với đậu đen thì không những giúp tăng cường chức năng gan mà nó còn giúp bổ thận, lọc máu, loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Và đây là một phương pháp tự nhiên, rất dễ để thực hiện. Sau khi nước bắt đầu sôi như thế này rồi thì các bạn sẽ giảm lửa xuống nhỏ liu riu và đun trong khoảng thời gian là 15 phút. Sau khi các bạn đã đun được 15 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp và ủ 30 phút đến khi trà nguội bớt là được. Sau đó thì các bạn sẽ lọc trà ra một cái tách thủy tinh, uống thay cho nước lọc hàng ngày. Bạn có thể uống vào bất cứ thời gian nào trong ngày, sáng, trưa hoặc tối. Phương pháp này đòi hỏi bạn cần phải kiên trì áp dụng. Ngoài tác dụng tích cực trong việc làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì nó còn giúp cho hệ xương của bạn chắc khỏe, ổn định huyết áp, trị tiểu đường, tốt cho bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư. Bạn sẽ sử dụng liên tục trong 14 ngày để đạt được kết quả như mong muốn. Công thức thứ hai mà bạn nên cân nhắc để áp dụng, bởi vì các nguyên liệu được sử dụng rất đơn giản từ chanh, gừng và mật ong, mà bạn có thể làm ngay bây giờ sau khi xem video này. Không những hữu ích cho lá gan mà nó còn là một loại thức uống giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch rất hiệu quả. Nguyên liệu đầu tiên bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là chanh. Mình sử dụng chanh vàng và bạn có thể sử dụng bất cứ loại chanh nào mà bạn có sẵn nhé. Chanh vàng là loại chanh có tinh dầu, mùi rất dễ chịu, giúp giải tỏa căng thẳng thần kinh rất hữu ích và không đắng. Còn chanh xanh thì đặc trưng của nó là mùi rất thơm nhưng có vị hơi đắng. Với công thức này mình sẽ cần sử dụng cả phần vỏ chanh nên bây giờ thì cần làm sạch nó nhé. Chanh của nhà mình nên mình chỉ cần rửa bằng nước lọc là có thể loại bỏ được phần bụi bẩn. Còn nếu các bạn mua ở ngoài thì hãy ngâm với nước muối từ 10 đến 15 phút nhé. 4 quả chanh này tương đương với 450g chanh. Sau khi các bạn rửa xong thì các bạn hãy sử dụng một cái khăn giấy để lau khô phần vỏ của chanh như thế này nhé. Vỏ chanh có chứa một lượng vitamin C dưới dạng acid ascorbic, cũng như nồng độ cao chất chống oxy hóa với khả năng giải độc, giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi gan hiệu quả. Phần vỏ chanh này các bạn sẽ bào nhỏ nó ra nhé. Các bạn có thể không bào cũng được. Chanh rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó còn có tác dụng thanh lọc gan, thận, tăng cường hệ miễn dịch, trẻ hóa làn da, giảm cân, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tốt cho não bộ và hệ thần kinh, giúp hơi thở thơm mát, giảm viêm do đào thải acid uric ra khỏi các khớp xương, hỗ trợ cai cà phê, thuốc lá.
Sau khi các bạn đã bào xong phần vỏ chanh như thế này, các bạn sẽ cho vào một cái tô và để sang một bên nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt một vài lát chanh như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ thái lát chanh thành những lát mỏng, sau đó sẽ thái thành những hạt lựu nhỏ hơn. Chanh vàng là loại chanh được khuyên dùng khi mà bạn mắc một trong các chứng bệnh như là nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm tụ cầu khuẩn, bệnh thận, sỏi thận, sỏi mật, viêm tụy, viêm kết mạc, viêm phổi, viêm phế quản, béo phì, đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp, tiểu đường, cảm cúm, cảm lạnh, viêm tai mãn tính, viêm gan A, B, C hay lo âu, mất ngủ, đau đầu, huyết áp cao. Trong chanh còn có chứa một loại canxi hoạt tính sinh học mà cơ thể của bạn rất cần. Các hóa thực vật trong chanh là limonoid kết hợp với vitamin C và canxi với nhau, giúp cơ thể của bạn hấp thu trực tiếp được hai nguồn vitamin và khoáng chất này. Và đây là toàn bộ phần chanh mình có. Mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo bạn cần sử dụng cho công thức này đó chính là gừng. Bạn sẽ cần 110g gừng cho công thức này. Bây giờ thì các bạn hãy gọt bỏ phần vỏ của gừng đi nhé. Gừng có chứa hoạt chất chống oxy hóa rất nổi tiếng đó là gingerol. Nó có tác dụng kháng sưng, viêm, ngăn ngừa virus, vi khuẩn có hại. Nó còn có tác dụng xoa dịu những cơn co thắt ở gan, điều chỉnh nhiệt độ của gan và nó có thể khiến gan nóng lên, thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn hoặc làm mát gan, quá nóng, lấy lại được sự cân bằng tùy thuộc vào nhu cầu của lá gan tại thời điểm đó. Gừng có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin C, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9, phốt pho, niacin, kali, magie, kẽm và riboflavin. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái bào và bào nhỏ phần gừng này nhé. Gừng rất hữu ích đối với lá gan đang tắc nghẽn, trì trệ, lá gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Nó cải thiện khả năng tiết mật và hoạt tính của mật, đồng thời cải thiện khả năng sản sinh acid chloric của dạ dày. Nó nuôi dưỡng gan bằng những dưỡng chất thực vật và nó giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh, loại bỏ những độc tố trong ruột. Từ đó, các chất dinh dưỡng được vận chuyển về gan thanh sạch hơn. Gừng còn làm bong các tế bào chất béo bám ở gan thành mạch máu, làm cho các tế bào này phân giải và thoát ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là mật ong. Bạn sẽ cần 400g mật ong cho công thức này. Mật ong có chứa một hỗn hợp đường mà gan rất cần, cùng với vitamin và muối khoáng, chất dinh dưỡng khác. Mật ong có khả năng kháng vi sinh vật, kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm. Nó giúp gan của bạn được thư giãn và nghỉ ngơi. Bây giờ thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần chanh, gừng và mật ong vào một cái tô lớn, trộn thật đều để các nguyên liệu này hòa quyện lại với nhau nhé. Hỗn hợp này có tác dụng giúp thải độc gan, thận và phổi rất hiệu quả. Không những vậy, nó còn giúp cho bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh tuyệt vời. Chúng ta cần sử dụng cả phần vỏ, vì trong phần vỏ của chanh có chứa rất nhiều dinh dưỡng,
Vỏ chanh có chứa protein, chất béo, canxi, kali, vitamin A và vitamin C. Nó chứa một lượng chất xơ lớn hơn, giúp hệ tiêu hóa của bạn được tốt hơn, bảo vệ gan và giúp cho thị lực được tốt. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị hai cái hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn cho toàn bộ phần nguyên liệu vào hũ. Bạn sẽ ngâm ở đó từ 4 giờ là có thể sử dụng được. Bạn sẽ cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để hỗn hợp không bị lên men dẫn đến mốc, hỏng. Nếu không có tủ lạnh thì bạn nên ngày nào cũng đảo thật đều và tuyệt đối là phải thường xuyên mở nắp, nếu không thì bình thủy tinh rất dễ bị bể vì quá trình lên men sản sinh ra khí. Và hãy duy trì thức uống này mỗi tuần để cơ thể của bạn luôn luôn được đào thải độc tố. Bên cạnh đó, để giúp gan khỏe mạnh thì các bạn cần hạn chế giảm các đồ ăn nhiều dầu mỡ như các thực phẩm chiên, thức ăn nhanh, đồ ăn từ nhiều nhà hàng, khoai tây chiên hay các loại hạt cũng có thể có nhiều chất béo đáng ngạc nhiên. Hạn chế các thực phẩm giàu tinh bột, cắt giảm đường và các thực phẩm có đường như ngũ cốc, đồ nướng và các loại kẹo có thể giúp giảm căng thẳng cho gan. Hạn chế muối, hạn chế rượu, bia và các chất kích thích. Và đừng quên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cho cơ thể của bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái ly, thêm vào đó là 200ml nước ấm. Thêm vào đó là một thìa canh hỗn hợp, khuấy đều và thưởng thức khi còn ấm. Đây là một thức uống mà bạn nên uống thường xuyên vào hầu hết các buổi sáng, giúp bạn thanh lọc gan và nó còn có chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết. Mùi thơm của chanh, gừng và mật ong hòa quyện với nhau tạo nên một ly nước làm sạch gan rất hữu ích. Loại đồ uống thứ ba mà bạn không nên bỏ qua được sử dụng từ một loại cây dại, đó chính là cây dương xỉ. Hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một phương pháp tự nhiên giúp bạn tăng sức đề kháng, làm chậm và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư máu. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối, rất nhiều chia sẻ hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là dương xỉ. Các bạn hãy chuẩn bị một nắm dương xỉ như thế này nhé. Công thức này sẽ cần 40g dương xỉ tươi, sau khi xào khô còn lại 30g. Bạn có thể cắt nhiều và xào khô để sử dụng dần. Ban đầu các bạn hãy rửa sạch phần dương xỉ này với nước. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được một thực tế rằng lá cây dương xỉ tuy nhỏ bé nhưng chứa một lượng khá lớn protein và khoáng chất như kẽm, kali và canxi. Hơn nữa, nó cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C và một số loại vitamin B phức hợp rất tuyệt vời. Ở một số nước như Indonesia, Malaysia thì đây là một loại rau mà họ sử dụng thường xuyên để thay thế thuốc chữa bệnh tại nhà. Ở Mỹ hay Canada họ cũng sử dụng loại rau này rất thường xuyên. Khi bạn biết nó có tác dụng tuyệt vời đến vậy thì đừng bỏ qua loại cây dại này nhé. Bây giờ các bạn sẽ thái nhỏ phần lá dương xỉ như thế này. Cho toàn bộ phần nguyên liệu này vào chảo và xào khô phần dương xỉ này đi. Đây là một loại cây chứa hoạt chất chống oxy hóa rất tuyệt vời, ức chế và ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể, một nguyên nhân dẫn đến các chứng bệnh như ung thư. Sau khi các bạn đã xào xong phần dương xỉ như thế này rồi, các bạn hãy cân lên nhé. Với công thức này, mình sẽ cần sử dụng 30g lá đã xào khô cho toàn bộ vào nồi. Tiếp nữa, các bạn sẽ chuẩn bị thêm 700ml nước. Cho toàn bộ phần nước này vào nồi, đặt lên bếp. Bật bếp ở chế độ lửa lớn. Khi nước bắt đầu sôi, các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống và nấu trong thời gian là 20 phút.
Sau khi các bạn đã đun trà được 20 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Và ủ trà trong khoảng thời gian 10 phút. Trong thời gian chờ món trà này được, các bạn hãy chuẩn bị thêm thức uống thứ hai này nhé, để kết hợp cùng với hỗn hợp thứ nhất giúp tăng hiệu quả của phương pháp trị bệnh này lên rất nhiều. Nguyên liệu đầu tiên mình muốn đề cập tới đó chính là tỏi. Bạn sẽ cần 100g tỏi cho công thức này. Tỏi được biết đến với tác dụng tăng cường sinh lực từ thời cổ đại. Ngày nay, tỏi được biết đến với tác dụng rất quan trọng đối với sức khỏe. Nếu như bạn chưa thực sự yêu thích nó thì ngay bây giờ hãy thay đổi thói quen này nhé. Hãy thêm tỏi vào danh sách sử dụng hàng ngày cho gia đình mình. Nó thực sự rất hữu ích. Đầu tiên các bạn hãy tách phần vỏ tỏi này ra nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cắt bỏ phần đầu của tỏi. Tỏi là thuốc kháng virus, kháng khuẩn và kháng nấm, chống ký sinh trùng và rất giàu hóa thực vật allicin, một hợp chất lưu huỳnh ngăn ngừa mọi bệnh tật. Tỏi thậm chí còn được xếp hàng đầu vì nó có tác dụng chống ung thư rất mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ một nghiên cứu về tác dụng ngăn ngừa ung thư của rau củ quả, thì thành phần có công hiệu chính trong tỏi chính là hợp chất hữu cơ sunfua glycoside. Ngoài ra, nó còn chứa hàm lượng cao germanium và selen, cao hơn cả nhân sâm và trà xanh. Sau khi các bạn đã cắt xong như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một tô nước, ngâm phần tỏi này vào nước 15 phút. Mẹo hữu ích ở đây là các bạn cắt bỏ hai đầu của tỏi, ngâm vào nước như thế này sẽ giúp cho bạn tách phần vỏ tỏi rất dễ dàng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chỉ cần mùi của tỏi cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn. Và tỏi cũng có khả năng liên kết với phosphat hữu cơ từ thuốc trừ sâu, giải độc chúng khỏi cơ thể của bạn. Các organophosphat có thể tác động tàn phá hệ thống miễn dịch và chúng có thể khiến bạn dễ bị ốm. Tuy nhiên, tỏi có thể giúp giải độc chúng và bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn. Tỏi được biết đến là một loại thực phẩm bổ sung thảo dược với nhiều tác dụng có lợi, đặc biệt là trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Và tỏi cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ đông máu. Nó cũng có chứa các đặc tính tự nhiên, có thể giúp giảm huyết áp, giảm độ cứng của động mạch và giảm các điểm canxi của bạn. Mẹo hữu ích ở đây là bạn hãy luôn lựa chọn sử dụng tỏi tía, một loại tỏi rất giàu các dưỡng chất được trồng tại những vùng quê tươi đẹp của Việt Nam. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần thứ hai cho công thức ngày hôm nay đó chính là hành tây. Bạn sẽ cần 100g hành tây cho công thức này. Bây giờ thì các bạn hãy cắt đôi củ hành tây này ra, sau đó thì các bạn hãy bóc bỏ phần vỏ và rửa thật sạch nhé. Phần vỏ này các bạn có thể giữ lại, nó rất tốt để giúp bạn ổn định huyết áp và loại bỏ cholesterol cũng như là giảm đau nhức xương khớp hoặc suy giãn tĩnh mạch. Hành được coi là một loại kháng sinh tự nhiên rất quý giá, nhưng thật đáng tiếc là chúng ta thường không hay sử dụng nhiều hành mà chỉ nêm vào một vài các món ăn. Các bạn hãy thay đổi cách nhìn về loại thực phẩm này ngay từ ngày hôm nay nhé. Nó thực sự là một loại thực phẩm rất tuyệt vời mà bạn cần thêm ngay vào danh sách nấu ăn mỗi ngày. Bạn biết không, tất cả chúng ta đều có thể kết bạn với loại thực phẩm quý giá này vì trong hành có chứa lưu huỳnh bao gồm allicin hóa thực vật và organosulfide là những thành phần giúp cho hành có tính kháng sinh, giúp hành tiêu diệt virus và kháng khuẩn. Và trong hành tím có chứa anthocyanin, nó giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và nó giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể của bạn. Bạn hãy rửa sạch phần hành này nhé. Và bây giờ thì các bạn hãy thái nhỏ phần hành này ra. Bạn biết không, có đến 80% các bệnh tật đều bắt nguồn từ các gốc tự do như thế này, đặc biệt là ung thư. Hành giúp cho bạn loại bỏ được nhiễm độc phóng xạ, thuốc trừ sâu, kim loại nặng độc hại. Và trong hành có chứa rất giàu vitamin K, vitamin C và folate. Bên cạnh đó, hành còn chứa quercetin là một loại flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư ruột kết, ung thư phổi, ung thư vú hay ung thư trực tràng, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ngăn ngừa hình thành các cục máu đông và sự bám dính cholesterol. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thêm 700ml nước cho công thức này. Bạn sẽ cho toàn bộ nguyên liệu, tỏi, hành và nước vào máy xay và xay thật nhuyễn.
Thức uống này là thức uống giúp cho bạn tiêu diệt được các tế bào bất thường trong cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch cho các tế bào bình thường, từ đó ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư ruột, ung thư máu, ung thư đại tràng, ung thư vú hay ung thư phổi. Sau khi các bạn đã xay xong như thế này, các bạn hãy cho toàn bộ phần nước này vào nồi và đun trong thời gian 15 phút. Bạn biết không, hỗn hợp này còn giúp cho bạn có một trái tim thật khỏe mạnh, giảm huyết áp cao, giảm cholesterol cao, ngăn ngừa quá nhiều đông máu, ngăn ngừa các mạch máu bị cứng hoặc cứng, bảo vệ não của bạn khỏi các bệnh thông thường liên quan đến não bộ và trí nhớ như là Alzheimer, trị các bệnh liên quan đến viêm khớp, đau răng, táo bón hay nhiễm trùng, cảm lạnh, ho và tăng cường hệ thống miễn dịch. Sau khi các bạn đã đun sôi được như thế này 15 phút rồi thì bây giờ các bạn hãy tắt bếp và để thật nguội nhé. Sau khi hỗn hợp này đã nguội rồi thì các bạn hãy sử dụng cái rây lọc để chúng ta lọc bỏ phần bã. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng 500ml nước như thế này, uống thay cho nước lọc và uống bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy khát. Nếu như bạn là bệnh nhân ung thư, còn nếu như bạn là một người hoàn toàn bình thường, bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp này 150ml mỗi ngày. Sau khi các bạn đã ủ trà được 10 phút như thế này rồi, các bạn hãy lọc lấy phần nước và uống. Các bạn sẽ sử dụng liên tục trong 7 ngày, nghỉ 3 ngày và tiếp tục làm như vậy trong khoảng thời gian là 3 tháng. Thức uống này rất mát, thơm nhẹ và dễ uống. Và các bạn hãy sử dụng nó thay cho nước lọc hàng ngày. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.